Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình là Hai Vê Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái mẫu ví size 22 nắp rời như thế này nha các bạn. Cái ví size 22 nắp rời này nó có sẵn dây da simili như thế này cho các bạn đeo chéo nha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào bài hướng dẫn nha các bạn. Để bắt tay và làm chiếc ví thì trước tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái form ví size 22 nha các bạn. Đây là form ví size 22, ở bên trong lòng nó sẽ là như thế này nè các bạn. Cái này là size ví 22 nắp rời. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái form như thế này. Trong cái phần set ví này nó có dây da simili cho các bạn đeo chéo luôn nha các bạn, có gắn khóa sẵn luôn. Rồi thì các bạn chuẩn bị cho mình một tấm canh quát nè. Bề ngang của tấm canh quát này là 52 ô và bề cao của nó sẽ là 75 ô nha các bạn. Đây là mình đã thiêu test thử một bên để mình canh cái kích thước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bên còn lại nha. Rồi các bạn cũng chuẩn bị cho mình ba màu sợi dệt. Các bạn chuẩn bị cho mình cái màu cam đất nè, màu be nhạt nè và màu xanh đen nha các bạn, mỗi thứ một ít. Nếu mà các bạn mua form ở bên mình á, thì bên shop sẽ quấn sợi cho các bạn đủ sử dụng nha, thì đỡ kinh phí hơn. Nếu mà các bạn mua một cuộn thì nó sẽ tốn nhiều phí hơn nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình bắt tay vào hướng dẫn nha. Đây là cái phần đầu máy bên đây, thì khi cái ví các bạn gặp lại thì nó sẽ như thế này nè các bạn. Thì các bạn sẽ thiêu đối xứng mỗi bên, hình này bên đây như thế này thì các bạn sẽ dời qua bên đây như thế này. Thì mình đã thiêu test thử cái phần máy bên đây nè các bạn, thì cái phần quả tiết thiêu nó sẽ lên như thế này nè. Mình sẽ thiêu hình một chú ngựa nha các bạn, có thêm một vài cái hoa văn, cái màu be nhạt mình điểm thêm như thế này cho nó sinh động nha các bạn. Thì bây giờ sau khi các bạn cắt cái tấm canh quát bề ngang là 52 ô và chiều cao là 75 ô xong á, thì bắt đầu các bạn sẽ quay ngược cái đầu máy bên đây lại như thế này nè, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn thiêu nha. Ngoài ra thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình một cái kim thiêu nè, một cái hột quẹt, một cái đồ bấm và một cái kim móc đầu từ 2 tới 2.5 1/3 nha các bạn, để các bạn móc viền á. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn thiêu cái phần họa tiết nha. Thì để thiêu cái phần họa tiết thì trước tiên các bạn sẽ xỏ cái sợi màu cam đất lên giùm mình. Và các bạn sẽ điếm giùm mình nha. Các bạn sẽ đưa kim nè. Đây là cái bề ngang của cái tấm canh quát này các bạn. Các bạn đừng quan tâm phần mé này thì một hồi các bạn sẽ thiêu lại vì đối xứng với mình, hướng dẫn từ từ nha. Thì đây các bạn sẽ đưa kim ô thứ hai. Ở hàng thứ hai này các bạn đưa vô ổ đầu, bạn điếm cho mình là 1 nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 nè các bạn. Thì ngay tại cái ô 19 này thì các bạn sẽ coi như đây là 1 nè. Các bạn tiếp tục đếm theo mình nha, đếm dọc xuống, mình sẽ đếm xuống, mình không đếm ngang nữa. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Đây là cái ô thứ 16 nha các bạn. Rồi thì các bạn sẽ bắt đầu thiêu. Các bạn sẽ thiêu ngang cho mình 19 ít và xuống cho mình 6 ít, thiêu cho mình một cái hình chữ nhật như thế nha các bạn. Rồi đây. Đây các bạn sẽ ngay cái ô này các bạn vừa điểm không, các bạn sẽ thiêu như thế này, các bạn thiêu xéo lên. Thiêu xéo như thế này. Các bạn thiêu xéo lên cho mình đó là 19 nít. Thiêu về bên phải nha các bạn, vừa thiêu các bạn vừa giữ cái đầu sợi các bạn giấu mối luôn. Đây, các bạn vừa ôm theo các bạn giấu luôn.
Rồi, các bạn tiếp tục thêu cho mình nha. Các bạn thêu ngang cho mình về bên phải cho mình đủ 19 nít. Đây các bạn sẽ thêu cho mình nha. Các bạn giống như mình hướng dẫn hồi nãy, các bạn thêu ngang cho mình 19 nít xong sau đó các bạn thêu lặp lại cho mình thêm 5 hàng nữa. Có nghĩa là cái hình kích thước của cái hình chữ nhật này sẽ là ngang là 19 nít và chiều cao của nó sẽ là 6 nít nè các bạn thấy là 2 nè, 4 nè, 6 nè. Và cái chiều dài của này là 19 nít nha các bạn. Thì cái phần này là các bạn chính là cái phần mình đó các bạn, cái thân phần mình của cái phần chú ngựa nè các bạn. Thì các bạn ở phần cái khoảng trống bên trong nè các bạn, mình sau khi xem mình hướng dẫn mình thêu cái phần rìa xong thì các bạn sẽ điền đầy cái chữ ít trong cái phần hình chữ nhật này nha các bạn. Thì các bạn sẽ đi cho mình cái khung như thế này. Thì sau đó các bạn được tới phần bên đây rồi thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cái phần đuôi ngựa nha các bạn, tại vì cái phần này là nó gần cái phần đuôi ngựa là cái phần này nè các bạn. Rồi thì các bạn đã móc, các bạn trở ngược về trên cái phần gần cái điểm đầu tiên mà mình thêu nè các bạn, thì các bạn sẽ thêu như thế này. Các bạn sẽ lệch kim qua bên đây nè, đây các bạn thấy không, ở hàng trên các bạn sẽ lệch qua bên trái một ít cho mình, các bạn sẽ thêu về bên phải cho mình 7 ít, nhưng mà các bạn sẽ đi mũi sắt thôi. Đây các bạn sẽ đi như thế này, một nè, đây các bạn đi cho mình được 7 mũi sắt như thế này. Rồi thì các bạn sẽ trả cho mình 7 mũi quyền để mình trở về đầu mép bên đây. Rồi các bạn sẽ đưa kim ngay chỗ này nè các bạn. Các bạn thêu cho mình một ít. Đây. Rồi các bạn lật về bên trái và các bạn thêu lên phía trên cho mình 2 ít. Một. Sợi của mình nó bị dùng thì mình kéo lên cho nó, mình kéo lên cho nó sát rồi các bạn, mình thêm nó bị lên rồi. Đây rồi các bạn sẽ đưa kim lên ngay điểm này nè các bạn, các bạn thêm xuống cho mình 4 ít. Rồi các bạn đưa kim ngang ngay chỗ này nè. Các bạn thêu xuống cho mình 7.
Sau đó các bạn sẽ lên kim ở cái phần cạnh ở bên, các bạn sẽ xuống phía dưới một ô nè. Các bạn sẽ thiêu lên cho mình 7 giây. Đây các bạn thấy không, hàm bên này nó thụt hơn cái hàm bên kia một ô nè, các bạn thấy không? Thì có nghĩa là mình cũng thiêu 7 ít, thì cái ít cuối cùng mình sẽ nằm ngay chỗ cái ít thứ hai nè. Rồi các bạn lại tiếp tục lọt xuống phía dưới một ô, các bạn thiêu xuống cho mình một cạnh 7x nữa. Rồi, mình được một cạnh dài 7 như thế này, các bạn trả quyền cho mình hết sợi nè. Tiếp theo thì các bạn sẽ lọt xuống phía dưới cạnh bên, các bạn lọt xuống dưới phía cho mình một ô. Các bạn thiêu cho mình 2 ít. Rồi, cách một ô các bạn thiêu xuống cho mình thêm 4 ít nữa. Đây cái ô này mình bỏ nè các bạn, là cách một ô nè, mình thiêu xuống 4 ít. Hàng tiếp theo thì các bạn lại xịt xuống một ô nè. Các bạn thiêu lên cho mình 4 ít. Các bạn thiêu lên phía trên nha, 4 ít. Đây, khi các bạn thiêu được 4 ít rồi thì các bạn sẽ cách một ô, các bạn thiêu ô phía trên cho mình 1 ít. Rồi sau đó các bạn sẽ đưa kim hàng bên cạnh, các bạn sẽ nâng lên cho mình một ô phía trên nha. Đây các bạn thiêu đây cho mình 1 ít nè. Rồi các bạn cách một ô về phía dưới, các bạn thiêu cho mình 5 ít. Đây cách một ô phía dưới nè. Xuống phía dưới mình thiêu 5 ít.
Rồi khi các bạn thêu được cái xuống đây 5x rồi thì các bạn sẽ lệch ngang cho mình 1x nè. Đây, các bạn đã đưa kim vào phía bên đây nè, các bạn thêu cho mình 1x. Rồi lại đưa kim qua phía bên đây nè. Các bạn thêu về cho mình 1x. Đây này các bạn thêu bổ sung đây cho mình 1x. Ngay tại cái hàng thứ tư từ dưới đến mình 1 2 3 4 nè. Các bạn thêu cặp đây cho mình 1x nữa. Đây. Các bạn được như thế này. Sau các bạn thêu đây cho mình 1x nữa thì các bạn sẽ thêu cách một ô. Cách một ô gì phía trên các bạn thêu cho mình 1x. Đây các bạn được như thế này. Rồi các bạn đưa kim gì bé bên đây nè các bạn. Đây ngay chỗ này nè. Các bạn thêu cho mình 1x ở đây. Rồi lệch về bên trái các bạn thêu cho mình 1x nữa. Lệch ngang về bên trái các bạn. Rồi các bạn lại cạnh bên thì các bạn nhích lên phía trên 1x cho mình. Đây các bạn thêu đây nè. Đây. Các bạn sẽ được thành phẩm như thế này nè. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thêu xong cái phần đuôi này rồi nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ bỏ đây 1x nè các bạn. Cái x dưới này thì các bạn sẽ bỏ, các bạn thêu xuống cho lên kim chỗ này nè. Các bạn thêu xuống cho mình 6x. Đây rồi các bạn trả quyền gì giùm mình thiêu luôn đây. Đây các bạn thiêu luôn đây 1x cho mình nè, ở đây 1x nè, thiêu về bên phải các bạn. Rồi các bạn trả quyền gì giùm mình. Rồi mình hết sợi rồi, mình thì lấy sợi mới lên nha các bạn. Đây sẵn tiện mình nói luôn như các bạn, để các bạn khỏi thắc mắc đó là tại sao cái bài này bà hướng dẫn mình á, khi thì bà thiêu chữ ít bình thường, khi thì lại thiêu cùng một chiều dấu sắc rồi lại trả quyền lại. Thì có nghĩa là khi các mục đích á, khi mà mình thứ nhất có hai mục đích các bạn, khi mà mình thiêu á, ví dụ như mình thiêu dấu sắc xong rồi mình trả quyền ngược lại, là có thể là khi mà mình thiêu thiêu như thế thì nếu mà các bạn thiêu dấu ít thì các bạn phải đi từ trên xuống thì các bạn lại đứng ở đây rồi, nhưng mà mình thì mình lại muốn thiêu xong cái đường này rồi mình lại trở về được hướng bên này để có nơi bạn để mình thiêu cái phần tiếp theo, thì lúc đó mình sẽ đi một dấu sắc xong rồi mình mới trả quyền để mình trở về chỗ cũ. Cái đó là mục đích muốn trở về chỗ cũ nha các bạn. Còn mục đích thứ hai là khi mà mình gần hết sợi đó các bạn, thì mình hay hướng dẫn các bạn là thiêu dấu sắc xong rồi trả quyền lại. Tại vì mà khi các bạn thiêu dấu ít nè, các bạn thấy không, các bạn thiêu những dấu ít như thế này nè thì cái chỉ nó rất là nhỏ, các bạn khó có xuyên cái phần sợi qua để các bạn giấu. Xuyên vẫn được nhưng mà nó hơi cực, nó hơi khít đó các bạn. Mình xuyên nhiều khi cái sợi của mình sẽ nó bị tưa. Còn như mình nè các bạn, thì khi mình hết sợi mình hướng dẫn các bạn đi một dấu sắc như thế này rồi mình trả quyền lại á, thì cái phần các bạn thấy cái mũi không, cái phần sợi của mình nó hơi rộng một chút xíu như thế này, thì mình sẽ đút đút cái phần kim, mình đưa cái phần sợi thừa lên rồi mình hơ thì nó rất là chắc các bạn. Cái đó là cái mục đích thứ hai nha các bạn. Thì các bạn thiêu quen á, thì các bạn sẽ biết cách, mà nói chung là mình sẽ tiết kiệm tối đa những cái gì mà mình không có làm mình cực khổ nha các bạn, mình sẽ làm sao cho nó tiện một chút xíu. Rồi
Sau khi các bạn trả quyền được cái phần cạnh này đó các bạn, thì các bạn sẽ tiếp tục thêu nha. Thì ngay chạy cái 2x này nè các bạn, 2x ngang này các bạn, để thêu ngang về bên trái cho mình thêm 3x nữa. Mình sẽ đi một dấu thôi nha các bạn. Mình sẽ đi dấu sắc đi, một hồi mình trở ngược lên. Đây, mình thêu ngang thêm 3 dấu sắc nữa. Đây. Ngay tại dấu này nè các bạn, thì mình sẽ thêu ngay tại cái dấu sắc cuối cùng, cái dấu sắc thứ ba mình vừa thêu đó, mình sẽ thêu xuống thêm 9 dấu sắc nữa nha. Đây các bạn, cái cạnh này, cái chân ngựa này thì mình sẽ thêu xuống, tổng cộng tính luôn cái nét này thì các bạn sẽ tổng cộng là 10 nét nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đưa kim xuống qua bên phải nè, các bạn sẽ thêu đây cho mình một ít. Rồi bây giờ mình trả quyền lại nha, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè. Rồi khi các bạn thêu tới chỉ thứ năm thì các bạn sẽ đưa kim ngang nè, các bạn sẽ thêu xuống cho mình 3x. Mình chỉ thêu dấu sắc thôi, đặng mình trở lên nha các bạn. Một nè, hai nè, ba nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ trả quyền, đặng mình trở ngược trở lên. Thì bây giờ các bạn biết nguyên nhân thứ nhất là mình trả quyền để mình trở ngược trở lên đã, thấy không? Để mình thêu tiếp cái phần đó các bạn, mình sẽ không phải đứng từ dưới này, mình đưa sợi dài lên thì cái tấm móc của các bạn nhìn nó gọn gàng, cái tấm thêu của các bạn nhìn nó gọn gàng hơn, chứ các bạn thêu đường nào cũng được thôi. Rồi bây giờ mình trả ngược lên nè. Rồi ngay tại điểm này nè các bạn sẽ thêu cho mình một ít ở đây nữa nha. Đây ngay chỗ góc này nè, đây một ít nè. Rồi còn 2x trên mình chưa trả quyền, mình trả quyền cho hết luôn. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn các bạn thêu xong một bên cái chân ngựa nha. Rồi rồi các bạn sẽ lệch về bên phải nè, các bạn bỏ cho mình hai chân, một nè, hai nè, các bạn thêu qua bên phải cho mình thêm 4x nữa. Một nè, hai, ba, bốn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lệch hàng dưới, thì các bạn sẽ lệch về bên trái một ô và các bạn thêu về bên trái cho mình thêm 4 mét nữa. Một nè, cái phần đầu sợi các bạn không hơ thì nó sẽ bị tung sợi, mà các bạn hơ nó to quá thì nó sẽ bị dướng sợi. Đây các bạn thêu về bên trái cho mình 4x nha.
Rồi các bạn sẽ đưa kim ngay tại cái chân ít này nè các bạn. Các bạn thiêu về bên trái cho mình 3 ít. Rồi mình hết sợi rồi mình lấy phần sợi mới lên mình hướng dẫn tiếp nha các bạn.